tối ngày 26 tháng 12 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam đã diễn ra buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam 1471-2021 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật có chủ đề Âm vang Quảng Nam. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Chương trình nghệ thuật với chủ đề Âm vang Quảng Nam gồm 3 phần. Phần 1, Hành trình phương Nam. Phần 2, Hào khí đất Quảng. Và phần 3, Khát vọng Quảng Nam được xây dựng theo hình thức bán sự thi thông qua hình tượng ngôn ngữ của nghệ thuật, ca, múa, nhạc, kịch sử, hoành tráng. Trong đó âm nhạc đóng vai trò kết nối toàn bộ chương trình. Lời bình đi sau diễn giải phần nội dung cùng với đó là những hình ảnh minh họa của phim tài liệu tạo dấu ấn sâu đậm cho chương trình và có sức hấp dẫn cao, sử dụng các hình tượng nghệ thuật tiêu biểu để tái hiện 550 năm về đất và người xứ Quảng. Chương trình với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ diễn viên thuộc các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trung ương, các lực lượng vũ trang và các nghệ sĩ nghệ nhân xứ Quảng. Chương trình nghệ thuật của lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam sẽ giới thiệu và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp, khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Quảng Nam trong tiến trình lịch sử của dân tộc, tôn vinh đậm nét về hình ảnh công đức của Lê Thánh Tông, vị vua anh minh, nhà cách tân vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã khai sáng danh xưng Quảng Nam, thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đã có công khai phá, xây dựng, bảo vệ và phát triển vùng đất Quảng Nam. Lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam 1471-2021 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài truyền hình Việt Nam và trên sóng Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam vào tối ngày 28 tháng 12. Nhân kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam, sáng qua lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ đã viếng hương khu di tích mộ cụ Lê Tấn Trung tại phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ. Đây là vị tướng tài của dân tộc đã đóng góp nhiều chiến công oanh liệt trong sự nghiệp mở cõi vùng đất Quảng Nam xây dựng nước Đại Việt xưa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cùng với giáo sư sử học Lê Văn Lan và lãnh đạo thành phố Tam Kỳ đã dâng hương lên phần mộ của vị tướng Lê Tấn Trung, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của bậc tiền nhân đã có công khai cơ lập nghiệp đất Quảng Nam cách đây 550 năm. Vào năm 1471, vị tướng Lê Tấn Trung dưới thời vua Lê Thánh Tông đã đưa đoàn quân Nam Tiến lập nên vùng đất mới đạo Thừa Tuyên Quảng Nam. Các hậu duệ của ông sau này tiếp tục làm sạng danh tiên tổ. Có thể kể đến ngài Lê Văn Thủ cùng con trai là Đô đốc Lê Văn Long, theo vua Quang Trung ra Bắc đánh quân Thanh xâm lược năm 1789. Thế hệ hôm nay luôn biết ơn cha ông và nguyện tiếp tục phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường vừa ký ban hành chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đáp ứng tốt các điều kiện phục vụ nhân dân, đón Tết lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm, gắn với an toàn phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung nỗ lực cao nhất cho công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm vừa phòng chống dịch vừa khôi phục sản xuất, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu đề ra. Các cấp ngành phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Toàn xã hội quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, miền núi, vùng dân tộc thiểu số và những nơi bị thiệt hại nặng nề do thiên tai dịch bệnh gây ra. Công nhân, người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết, thực hiện hiệu quả các chính sách, biện pháp bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, gây tăng giá đột biến để thu lợi bất chính. Các ngành, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chủ động kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhân dân đi lại an toàn trong dịp Tết. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đầu tư dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, đoạn từ Ủy ban Nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2022. Hiện nay, tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại vẫn đang diễn ra với tốc độ nhanh và nghiêm trọng hơn về phía Bắc. Đoạn từ Ủy ban Nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng khoảng 1,5 km, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển này rất cấp bách, góp phần bảo vệ đồng bộ bờ biển cửa đại, tính mạng và tài sản của người dân, nhất là hỗ trợ phát triển không gian du lịch biển cho thành phố Hội An. Để biết những năm qua, trước tình hình xói lở nghiêm trọng của bờ biển cửa đại, Cơ quan Phát triển Pháp AFD tài trợ dự án đầu tư chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An với tổng mức đầu tư là 1.128 tỷ đồng để xây dựng tuyến đê ngầm dài 4 km. Đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt triển khai thực hiện trong quý 3 năm 2022. Năm 2020, Chính phủ cũng đã hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển cửa đại với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng để xây tuyến đê ngầm dài khoảng 1,5 km nối tiếp dự án do AFD tài trợ. Đến nay đã thi công khoảng 500 m và dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2022. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết vụ đông xuân năm nay lịch thời vụ gieo sạ bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2022. Hiện nay nông dân các địa phương cơ bản hoàn thành khâu làm đất và bắt đầu xuống giống vụ lúa đông xuân 2020-2021. Vụ đông xuân này, ngoài canh tác hàng chục nghìn hecta cây trồng cạn và rau đậu các loại, nông dân toàn tỉnh gieo sạ 42.000 hecta lúa, chủ yếu cơ cấu những loại giống chủ lực trung ngắn ngày. Theo lịch thời vụ do ngành nông nghiệp tỉnh thiết lập, thời gian xuống giống kết thúc vào đầu tháng 1 năm 2022. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống, lúa đông xuân phải thu hoạch xong trước tháng 5 năm 2022. Các địa phương tích cực vận động người dân chuẩn bị đầy đủ các loại hạt giống, hỗ trợ mua phân bón trả chậm, đảm bảo nhu cầu sản xuất của nông dân. Thưa quý vị, sự ra đời của các dự án đô thị cùng hệ thống giao thông đang được hình thành ở các khu vực vùng ven thành phố Hồ Chí Minh đang biến nơi đây thành vùng kinh tế trọng điểm liên kề với một đô thị số 1 của cả nước. Dự án Dragon Pearl tại đường tỉnh lộ 10 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do công ty cổ phần bất động sản Đức Hòa Đông vừa khởi công tại khu vực này là một trong những dự án như vậy. Dự án được kỳ vọng sẽ là cầu nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo lộ trình, Dragon Pearl sẽ hoàn thành sau 2 năm triển khai, góp phần phát triển dân cư, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa gắn với tiêu chí xanh, sạch, hiện đại, thân thiện với môi trường. Dự án Dragon Pearl với quy mô 49 hecta cung cấp ra thị trường hơn 1.700 nền nhà phố, 180 căn biệt thự song lập. Dragon Pearl có các tiện ích nội khu gồm công viên nhạc nước, trường học, bệnh viện đa khoa, trung tâm thương mại và hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, công viên cảnh quan và nhiều tiện ích khác. Và khi dự án mà đi vào hoạt động á thì nó làm thay đổi bộ mặt về đô thị của huyện Đức Hòa hiện tại và thành phố Đức Hòa trong năm 2025 và góp phần vào sự chung phát triển của toàn bộ kinh tế của địa phương. Dự án Dragon Pearl sở hữu vị trí vàng khi nằm trong tổng thể khu vực được quy hoạch phát triển công nghiệp sôi động nhất của tỉnh Long An. Dự án như một cầu nối giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam Bộ. Đây sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư nắm bắt tiềm năng, gia tăng giá trị tại đô thị vệ tinh phía Tây thành phố Hồ Chí Minh. Theo dự tính của chủ đầu tư, sau 2 năm xây dựng, khu đô thị sinh thái mới sẽ có chuẩn quốc tế với 1.800 nền nhà phố và villa, một khu chung cư cao cấp, công viên ven sông cùng tổ hợp trung tâm thương mại, giải trí và tiện ích công cộng. Nhờ lợi thế bốn mặt giáp sông, tiện lợi di chuyển, Dragon Pearl sẽ là môi trường sinh sống lý tưởng dành cho các chuyên gia và người lao động tại các khu công nghiệp tại địa phương. Thưa quý vị, trong hành trình mở cõi để có danh xưng Quảng Nam cách đây 550 năm, 1471-2021, theo sử liệu tháng 3 năm 1471, hạm đội hùng hậu của vua Lê Thánh Tông với cuộc hành binh thần tốc đã vượt đệ nhất hùng quan Hải Vân, tiến vào vùng đất kéo dài từ bờ nam sông Thu Bồn đến núi Đóa Bia thuộc Tuy Hòa, Phú Yên. Tháng 6 năm 1471, Lê Thánh Tông cho lập đạo Thừa Tiên Quảng Nam gồm ba phủ Thăng Hoa, Tư Nghĩa, Hoài Nhơn. Năm 1602, Chúa Tiên Nguyễn Hoàng cho lập dinh Quảng Nam. Đến năm 1604, vùng đất bắc sông Thu Bồn trước thuộc trấn Thuận Hóa được sáp nhập vào dinh Quảng Nam. Dinh trấn dời về Thanh Chiêm, nay thuộc xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn. Thanh Chiêm từ nay trở thành thủ phủ của một vùng đất rộng lớn, kéo dài từ Nam đèo Hải Vân đến tận đèo Cù Mông thuộc tỉnh Phú Yên. Nhìn nhận về sự kiện đặc biệt này ở nhiều khía cạnh khác nhau, các nhà nghiên cứu sử học đã ghi nhận. Quảng Nam trong nhiều thập kỷ, trong có thể nói là trong nhiều giai đoạn của lịch sử, nhiều thời kỳ của lịch sử đã từng đi đầu. Ví dụ cuộc chiến tranh Mậu Ngọ 1858, người Quảng đã cùng cả nước và thay mặt cả nước
để mà đương đầu với cái thế lực của Liên quân Pháp và Tây Ban Nha. Rồi tháng 3 năm 1965 cũng đã đi đầu trong cuộc chiến tranh chống Mỹ. Lúc bây giờ là Nguyễn Phúc Nguyên trắng nhậm ở Quảng Nam vào đầu thế kỷ thứ 17. Thì ông đã có hàng loạt bức thơ gửi cho chính quyền Nhật Bản, rồi các nhà buôn Nhật Bản để mà kêu gọi đến đài buôn bán và tạo những điều kiện hết sức thuận lợi. Ngùa Nhật Bản thì thương nhân nước ngùa đến được tạo điều kiện. Chúng ta đã biết ví dụ như chú Nguyễn đã cho Hà Lan lập ở đây một cái thương điếm này. Người cùng với người Nhật thì người Hoa cũng đã có mặt ở đây. Và lúc bây giờ cho phép, chúng ta biết là cho phép lập hơi khu phố mà. Một khu phố của người Nhật, một khu phố của người Trung Hoa. Và cái điều đặc biệt là ông ta cho tự trị, tức là mỗi khu vậy có cái chế độ, rồi có cái sinh hoạt đồ riêng. Trong suốt thế kỷ 17 đến nửa đầu thế kỷ 18, Hội An trở thành thương cảng quốc tế phồn thịnh, thu hút tàu buôn các nước Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, Xiêm, Cao Miên và đông nhất là thương quyền của Nhật Bản, Trung Quốc đến buôn bán trao đổi. Hội An thời ấy thực sự là một đặc khu kinh tế giúp nước ta hội nhập vào nền thương mại toàn cầu. Ngoại thương cũng thúc đẩy sản xuất của đàn trong phát triển mạnh mẽ, nhất là ngành tơ tằm, mía đường, gốm, khai thác lâm thổ sản để phục vụ xuất khẩu. Và trong danh xưng Quảng Nam, Hội An đã từng có vị trí quan trọng đặc biệt như vậy trong hành trình mở danh xưng Quảng Nam cách đây 550 năm. Thưa quý vị, trong hành trình mở cõi để có danh xưng Quảng Nam cách đây 550 năm, đặc biệt là từ khi chia tách tỉnh đến nay, tỉnh Quảng Nam đã có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Quảng Nam trong thời điểm mới chia tách được xếp là tỉnh nghèo, cơ sở hạ tầng yếu kém, đời sống nhân dân còn rất khó khăn. Liên tiếp các năm từ 1997 đến 1999, xứ Quảng lại hứng chịu các trận thiên tai có sức tàn phá ghê gớm. Nhưng càng trong gian nan, càng chói ngời bản lĩnh con người xứ Quảng. Đảng bộ Quảng Nam qua thực hiện đấu tranh cách mạng luôn vững vàng, quy tụ được nhân tâm, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt. Người dân Quảng Nam vốn kiên cường, cần cù, năng động, dám đổi mới. Bên cạnh nỗ lực của toàn đảng bộ và nhân dân, Quảng Nam cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và nguồn lực đầu tư mạnh mẽ của Trung ương, các bộ ngành. Đấy chính là những nền tảng cơ bản cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở xứ Quảng. Từ một tỉnh nghèo thuần nông, sau 25 năm lao động sáng tạo, cơ cấu kinh tế của Quảng Nam đã chuyển dịch theo hướng tích cực. Ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Các khu công nghiệp như Điện Nam, Điện Ngọc, Tam Thăng đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới đến làm ăn. Nổi bật là Chu Lai, khu kinh tế hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam và là trung tâm sản xuất và lắp ráp ô tô hàng đầu Đông Nam Á, đóng góp khoảng 65% tổng thu ngân sách tỉnh. Nhiều sản phẩm công nghiệp xuất xứ từ Quảng Nam đã đạt hàm lượng khoa học công nghệ cao. Cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện đã khơi dậy tiềm năng của nhiều vùng đất, mà biểu hiện sống động là vùng Đông Quảng Nam. Suốt một dải duyên hải đã mọc lên nhiều khu công nghiệp và chuỗi đô thị hiện đại, liên hoàn, nhiều dự án lớn đã và đang hoạt động. Với kỳ vọng, quyết tâm và sự đầu tư mạnh mẽ của tỉnh, vùng Đông Quảng Nam sẽ còn mở ra những điều kỳ diệu trong tương lai. Hòa trong nhịp tiến bước, nông thôn miền nước Quảng Nam 25 năm qua đã vươn lên mạnh mẽ trên con đường xây dựng. Điện, đường, trường, trạm, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất dân sinh ngày thêm hoàn thiện. Thế mạnh của từng địa phương được phát huy, nguồn ngân sách đầu tư cho phát triển, cho con người luôn tăng. Công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo. Phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp, khiến diện mạo nông thôn miền núi xứ Quảng ngày thêm khởi sắc. Theo đó, đời sống vật chất tinh thần, các tầng lớp nhân dân ngày được nâng cao. Sau 25 năm tái lập, tỉnh Quảng Nam đã điều tiết ngân sách về trung ương thuộc nhóm các tỉnh khá trong miền Trung và cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng 40 lần so với năm 1997. Cơ cấu công nghiệp, thương mại dịch vụ chiếm 86% trong cơ cấu kinh tế. Tổng sản phẩm bình quân đầu người là 68 triệu đồng, tăng 38 lần so với năm 1997. Từ một tỉnh phải trợ cấp 70% là ngân sách trung ương, nay đã thu được 21.000 tỷ đồng. Đã tăng 135 lần so với năm 1997. Về kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, đào tạo được đầu tư một cách bừa bãi. Cùng với phát triển kinh tế,
các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của xứ Quảng đã được bảo tồn, phát huy tốt. Nhiều công trình văn hóa có tầm vóc được xây dựng mới, tạo sự phát triển ngoạn mục, bền vững cho du lịch, dịch vụ, đưa Quảng Nam trở thành điểm đến được bạn bè trong nước và quốc tế yêu mến lựa chọn. Mỗi ngày đi qua, trên từng miền quê thân yêu của xứ Quảng lại thêm sức sống mới. Quảng Nam từ một tỉnh nghèo đã vươn lên đóng góp cho ngân sách trung ương. Chỉ số cạnh tranh PCI luôn nằm trong top 10 các tỉnh thành phố của cả nước. Tất cả bước phát triển ấy đã chứng minh non sông gấm vóc mà các thế hệ cha ông đã đổ bao mồ hôi xương máu để mở mang gìn giữ đang được lớp cháu con hôm nay tiếp tục đắp bồi, điểm tô ngày thêm rạng rỡ. Khát vọng vươn lên từ Quảng Nam đề ra những cái giải pháp lớn. Thứ nhất là cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao cái chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng trưởng cái ngành nghề công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Thứ hai, tạo bước đột phá về vấn đề xây dựng cái cấu hạ tầng và phát triển đô thị, chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, rồi cải thiện môi trường đầu tư gắn với bảo vệ môi trường, khởi nghiệp sáng tạo. Thứ ba, tập trung phát triển cái kinh tế ven biển và các vùng ven biển, hình thành các trung tâm như là trung tâm cơ khí ô tô, rồi trung tâm sửa chữa máy bay, rồi trung tâm dịch vụ logistics, hình thành đến các khu thương mại, dịch vụ, du lịch cao cấp, tạo bước đột phá về phía Tây và tập trung đưa những dự án về phía Tây của tỉnh Quảng Nam. Cái thứ tư là phát triển về vấn đề y tế, văn hóa, giáo dục, hình thành đến có người Quảng Nam mới, công dân mới, thích ứng với công nghệ số nhưng phải bảo tồn cái văn hóa của người Quảng Nam. Hơn 5 thế kỷ đã đi qua, tiếp nối những hạm thuyền vua Lê mở đầu cho trang sử mở cõi vẻ vang trên vùng đất phương Nam, cửa biển An Hòa hôm nay đang tấp nập những con tàu vượt đại dương đi làm ăn với bè bạn thế giới. Hình ảnh ấy phóng chiếu một Quảng Nam đang phát triển mạnh mẽ trên tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hòa nhịp đi lên cùng cả nước. Tài nguyên thiên nhiên giàu có, tài nguyên văn hóa phong phú độc đáo, con người xứ Quảng trung hậu, mến khách, năng động và luôn mang khát vọng canh tân chính là nền tảng để Quảng Nam phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam phồn vinh hạnh phúc và cũng để Quảng Nam luôn rạng rỡ một danh xưng. Đến đây thời lượng dành cho chương trình thông tin ngày mới đã kết thúc. Chương trình phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày và phát lại vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi trực tuyến trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, địa chỉ www.qdt.vn. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.